chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2016 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau: Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Long An. Hội nghị tái cơ cấu nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Nông thăm và làm việc tại huyện Cần Đức, quyện Bến Lức xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình thời sự này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 27 tháng 9, đoàn công tác Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn, đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Long An về công tác thi đua khen thưởng tiếp và làm việc với đoàn có phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần và lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Long An. tại buổi làm việc, đồng chí phó chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo hướng đổi mới, sáng tạo và sâu sát thể hiện rõ nét qua các hình thức khen thưởng chuyên đề thường xuyên đột xuất đối ngoại được triển khai kịp thời đặc biệt phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tại long an đi nhanh hơn cả nước nhờ sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm tuy nhiên đồng chí phó chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh thời gian qua như việc xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở có nơi có lúc chưa đảm bảo chất lượng chưa nổi bật tính sáng tạo, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình chưa kịp thời. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị trong thời gian tới Long An cần quan tâm thực hiện 4 nội dung. Đó là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân một cách toàn diện, chất lượng, đi vào thực chất, trong đó cần chú trọng lĩnh vực cải cách hành chính. Vấn đấu đến năm 2018 có ít nhất 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy chất lượng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, nhất là các cơ sở văn hóa, đặc biệt quan tâm đội ngũ những người làm công tác thi đua khen thưởng, đội ngũ cán bộ công chức phải chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nhất là đạo đức công vụ. Phó Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý Long An cần tập trung hơn nữa cho công tác khen thưởng đối với người có công với cách mạng có kế hoạch trà soát giải quyết dứt điểm 400 hồ sơ tồn động trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải tăng cường khen thưởng cho đối tượng là lao động trực tiếp. Trong năm 2015, toàn tỉnh đã khen thưởng hơn 6.100 trường hợp, trong đó khen thưởng cho đối tượng lao động trực tiếp là 35%. Trung ương trao tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 1.460 cá nhân. Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã đến thắp Hương và tham quan Tượng đài Long An Trung Dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. Đồng chí Phó Chủ tịch nước cũng đã thăm hỏi đồng viên tặng quà cho cán bộ nhân viên quản lý tượng đài và trồng cây lưu niệm tại đây. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu đến dân Hương tại khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức trong không khí trang trọng tại đây phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu đã thắp lên những nén hương tưởng niệm luật sư nguyễn hữu thọ và nghe giới thiệu về quá trình hoạt động của luật sư người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của quê hương long an sau khi dân hương đoàn cũng đã đến tham quan khu trưng bày giới thiệu về đất và người long an qua các thời kỳ và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây giáng hương trong khuôn viên khu lưu niệm luật sư nguyễn hữu thọ Trước đó vào chiều 26 tháng 9 năm 2016, đoàn công tác của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến xã Dương Xuân hội, huyện Châu Thành để tìm hiểu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng. Tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương xã Dương Xuân hội, huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi đua khen thưởng và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch nước lưu ý, huyện xã trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng ba thời kỳ cho gia đình chính sách, gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, khen thưởng đúng người đúng việc kịp thời. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống nhân quá nông thôn mới và dân minh đô thị. Sáng nay ngày 27 tháng 9 năm 2016, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng chủ trì phối hợp với tỉnh Đồng Tháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức hội nghị chuyên đề về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới. Liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị dùng đồng bằng sông Cửu Long. Kế hoạch hợp tác liên kết phát triển bền vững tiểu dùng Đồng Tháp 10 Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Dương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Long An, Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh tham dự hội nghị. Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 40% trong giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp, 70% sản lượng trái cây, 90% sản lượng gạo xuất khẩu và chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2016, biến đổi khí hậu gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp. Do vậy, trong hội nghị này, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế cần xác định rõ cơ chế, hình thức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản chủ lực của dùng. Đề xuất những giải pháp thực hiện định hướng mang tầm chiến lược giúp ngành có những cải cách thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục phát triển có năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững. Các tham luận tại hội nghị chủ yếu xoay quanh vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, những thuận lợi khó khăn, thách thức, giải pháp ngắn hạn, dài hạn, kiến nghị đối với chính phủ, các bộ ngành về cơ chế, chính sách, khuyến khích để các địa phương trong dùng thực hiện hiệu quả hơn đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác thực hiện đề án liên kết phát triển bền vững tiểu dùng Đồng Tháp 10. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Dương Đình Quệ ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành trung ương, các địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long về kết quả 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền dững gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Dương Đình Huệ đồng tình với các giải pháp của các bộ, ngành địa phương và các nhà khoa học nêu ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cập nhật theo dõi tình trạng biến đổi khí hậu, sớm hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi đất trồng lúa trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, gắn sản xuất với tiêu thụ theo nhu cầu thị trường. Về liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương lựa chọn sản phẩm cây trồng vật nuôi chủ lực để phát triển chuỗi giá trị. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm phù hợp với đặc trưng thế mạnh của từng địa phương, gắn kinh tế hộ với mô hình kinh tế hợp tác, sớm phát triển liên kết tiểu dùng đồng tháp 10. Ứng dụng khoa học công nghệ cần cân nhắc trong đầu tư để tránh dàn trải, lãng phí, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2016, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông do đồng chí Phan Xuân Thuận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông đã đến thăm và làm việc tại huyện Cần Đức, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Ngọc Lâm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Long An, các đồng chí thường trực huyện ủy Cần Đức và ban giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm việc giới đoàn. Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo. Được sự quan tâm lãnh đạo của quyền quỹ và sự hỗ trợ của các tổ chức, ban ngành đoàn thể cùng với sự năng nổ của cán bộ làm công tác tuyên giáo, Ban tuyên giáo huyện Cần Đức đã thực hiện tốt chức năng của đơn vị trên các lĩnh vực tuyên truyền, quấn học, khoa giáo, lịch sử, văn hóa nhân nghệ, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng quyền điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, quyền anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắc Nông đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban tuyên giáo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quyền Cần Đức Đồng thời các thành viên của hai đơn vị có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho Đảng và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền để chủ trương nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Để tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, các cấp chính quyền tại quyền Bến Lức đã không ngừng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên có hiệu quả, tuyệt diệt hỗ trợ đạo cụ, loa đài, trang phục tới việc đầu tư nghiên cứu xây dựng nội dung phong phú, đạt chất lượng cao. Ngoài ra, các trung tâm gian hóa học tập cộng đồng trên địa bàn xã, thị trấn còn tập trung triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ nhằm duy trì tốt các hoạt động gian nghệ như đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động gian hóa nghệ thuật, phối hợp tổ chức những hoạt động gian hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân, khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị gian hóa gian nghệ truyền thống của địa phương. Ông Nguyễn Giang Cao, trưởng phòng văn hóa thông tin quyền Bến Lức cho biết. Ngành văn hóa thông tin quyền tổ chức nhiều cái hoạt động văn hóa thể thao, trong đó có liên quan nghệ thuật quần chúng. Thông qua cái liên quan góp phần phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các cái câu lạc bộ văn nghệ quần chúng cơ sở gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm qua đó góp phần củng cố và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở của huyện nhà để mở rộng và nâng cao các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng trong thời gian tới phòng văn hóa quyện sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành tiếp tục đổi mới tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương quan tâm bồi dưỡng kết nạp vào câu lạc bộ những hội viên trẻ tuổi, tạo sân chơi giải trí lành mạnh trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đại tổng kết và trao giải cuộc thi đọc sách Long An quê hương tôi lần thứ bảy năm 2016 với chủ đề Chợ lớn Tân An trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Sau 2 tháng phát động từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6 2016, cuộc thi đã nhận được 1.230 bài dự thi của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, trường học và cá nhân tham gia nội dung câu hỏi tập trung tìm hiểu những địa danh các sự kiện lịch sử của đất và người long an trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp nhìn chung các bài viết đều có sự đầu tư về nội dung và hình thức sử dụng hình ảnh phong phú sinh động qua bài dự thi các bài viết đều nêu lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương long an và xác định ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Kết quả ban tổ chức đã trao 32 giải cá nhân và 6 giải tập thể cho các đơn vị có người tham gia và ba dự thi đạt giải nhiều nhất. Cuộc thi đọc sách Long An quê hương tôi phát động hàng năm nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, ý thức tìm hiểu lịch sử quê hương, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ hôm nay. Sau đây là tin trong nước và thế giới. Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên chính phủ chuẩn bị một số báo cáo tờ trình dự án luật phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10, bế mạc vào ngày 22 tháng 11. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan chuẩn bị các báo cáo của chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu định hướng quy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác quy động sử dụng vốn dai và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015 hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015, tình hình an ninh trật tự năm 2016. Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến phomosa. Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về thủy điện, tình hình thực hiện các dự án lớn đầu tư chậm tiến độ, không hiệu quả, dư luận xã hội bức xúc. Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị báo cáo việc triển khai thực hiện nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Truyền thông Thái Lan cho biết Quỹ ban chống tham nhũng công của nước này đã mở rộng điều tra 1.000 quan chức liên quan đến chương trình trợ giá gạo, vốn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đô la Mỹ, dưới thời cựu Thủ tướng Sinlup Sinawatra. Theo Tổng thư ký Quỹ ban chống tham nhũng công Rayon Rijajic, hiện đã xác định được hơn 800 trường hợp quan chức các cấp có sai phạm trong chương trình trợ giá gạo, trong đó chủ yếu là những quan chức có trách nhiệm trong bộ phận tạm trữ gạo và khảo sát thị trường. Trước đó, Phó Thủ tướng Prisano Preyangam nói rằng có 50-70 đến 70 quan chức có liên đới trong vụ làm giả hợp đồng bán gạo cấp chính phủ do cựu bộ trưởng thương mại Ponsong Teriyapribon và năm quan chức cấp cao khác thực hiện. Ông Bun Song và các quan chức cấp cao này mới đây đã bị chính phủ Thái Lan phát lệnh tịch thu tài sản nếu không chịu hoàn trả các khoản tiền tham nhũng. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Trương biên tập cùng sự thể hiện của các phát thanh viên Phương Thanh và Ngọc Diễm. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.